tham gia chứng minh. Ngưỡng bái bạch chư hòa thượng, chư đại đức tăng ni trong hội đồng cố vấn giáo hàm gia đình Phật tử Việt Nam. Suốt hành trình 65 năm của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam Hoàng Lập, chúng con đã nương tựa vào chánh pháp, ý chỉ vào những lời dạy bảo của chư tôn đức. Nhân duyên đã đến với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới chúng con. Trong đại hội lần thứ tư này, Đoàn Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã nhã ý cúng dường xá lợi. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đơi đầu đảnh lễ cung thỉnh chư hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni quang lâm về niệm Phật đường để an vị, cho chúng con được nhiều phước báo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, tác lại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này quý ngài đã từ bi hoan hỷ hứa cả, chúng con xin đưa đầu đảnh lễ tam bái và cung thỉnh quý ngài. Cung thần quý ngài phân loại lượng ba đồng pháp chính.
Xin chư tôn đức cùng toàn thể quý vị khách quý cho chúng con được một phút để đạo tràng Lam Viên đồng vân tập để cùng thực hiện tâm nguyện và thể hiện tất cả tấm lòng thành kính của chúng con. Nam mô Ta La Song Thọ Thị Hiện Niết Bàn Lưu Bố Xá Lợi Pháp Lạc Nhân Thiên Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đài Chứng Minh. Tâm thành phụng thỉnh thập phương pháp giới thường trụ tam bảo quan giá ngạo tràng chứng minh công đức, thành kính đảnh lễ bái bạch hiện tọa đạo tràng nhị bộ đại đức tăng già chứng minh. Kính thưa chư vị khách quý, đại diện các hội đoàn Phật giáo đồng hạnh đồng nguyện trong sứ mạng giáo dục thanh thiếu đồng niên theo tinh thần lời Phật dạy. Hôm nay, Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới kỳ 4, nhiệm kỳ 2016-2020 được chính thức cử hành tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trong tinh thần hòa hợp của tất cả những người con Phật nguyện góp phần phụng sự cho chánh pháp thường còn nơi thế gian, nguyện hộ trì Phật pháp hưng vinh, đại hội chúng con được vinh hạnh cung đón Ngọc Xá Lợi do Hội đồng Tăng Thống Tăng Già Thái Lan dành cho tất cả Lam Viên chúng con niềm vinh dự này, để làm nơi quy ngưỡng cho tất cả Lam Viên chúng con hướng tâm về đấng Từ Phụ Đức Thế Tôn. The most vulnerable, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnamese Buddhist Youth Association around the world, we welcome you to this special occasion, on the occasion of the International Buddhist Youth Conference here in Bangkok, Thailand. On this special occasion, we have the honor to accept the acrylic which is donated to us from Somchek Pramaharatman. And now we will have a short ceremony to accept the special gift of the Buddha acrylic. Thank you. Xin chư tôn đức hiện tiền chứng minh cho toàn thể đại diện Lam Viên chúng con được cung đón viên ngọc xá lợi của Đức Từ Phụ. Kính mời đại diện quý phái đoàn thừa lệnh của Hội đồng Tăng Thống Phật giáo Hoàng gia Thái Lan cung tiến xá lợi và đại diện phái đoàn ban dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, thay mặt cho toàn thể Lam Viên trên khắp năm châu thành tâm cung đón xá lợi. We now invite Dr. Phuan Chai to please come forward to present the acrylic, the Buddha acrylic, to our representatives. Kính mời đại diện Lam Viên cung đón xá lợi Đức Từ Phụ. Và mời toàn thể Lam Viên chúng ta đồng hồ quỳ để chí thành cung kính hướng về Đức Thế Tôn bằng tất cả tâm nguyện của chúng ta. Hôm nay Phật lại về, như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng, đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Phật về trên lá phương thư, trên hoa thông điệp thấm như quê mình, cho chúng con được đảnh lễ cung đón Đức Từ Phụ, mang đến cho chúng con nguồn năng lượng trí tuệ, từ bi, hùng lực, giải thoát giác ngộ. Toàn thể Lam Viên chúng con
nguyện đảnh lễ vâng lời Phật dạy, nguyện theo sự chỉ dẫn của chư tôn đức nỗ lực tấn tu để không cô phụ những nhân duyên lành mà chúng con có được hôm nay. Kính mời toàn thể lam viên đồng thành tâm đảnh lễ ba lễ cúng dường Ngọc Xá Lợi Đức Từ Phụ. Vào giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức từ bi hoan hỷ lâm nghi cử hành pháp lễ cúng dường và gia trì. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng thượng thủ hội đồng tăng già niêm hương và cử hành pháp lễ. Now, the representative of the senior council will give a short chanting to welcome the public. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh. Đạo tràng Lam Viên đồng hồ quỳ. Nam mô Thần Thương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Ngàn đêm lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương khắp khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Tề thần đời giữ đạo theo Phật pháp làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật thứ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa về khổ nguồn mê chẳng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm Bình Thân Phật lịch 2560. Tại Thái Lan hiền thiền đệ tử chúng đạo cùng Phật tu hương cùng thỉnh Xá Lợi Đức Thế Tôn hương nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hà Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Bồ Hiền Bồ Tát. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Viên Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ba Tát.
Thank you.
hùng nguyện thiền môn trong tình hài chúng an hòa pháp ba di hướng long về đạo tràng thanh tịnh chân tâm cầu nguyện đại hội lần thứ tư gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới thành tựu viên mãn. Hồ nguyện âm siêu dương thải pháp giới chúng sanh tình giờ vô tình về thành Phật đạo. Phật, buổi lễ cung nghênh xá lợi và gia trì chú nguyện của chư Tôn Đức cùng toàn thể đạo tràng Lam Biên chúng con được ân chiêm công đức lành. Tất cả Phật sự giờ đây đã được trang nghiêm trong sự chứng minh và sáng soi của Tam Bảo cùng sự gia trì và hộ niệm của chư Tôn Đức. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài. Tiếp sau chương trình lễ cung nghinh xá lợi, khóa lễ gia trì và trì nguyện cho đại hội được thành tựu viên mãn, cũng như hồi cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh kẻ mất người còn đồng chim lợi lạc, là lễ khai mạc đại hội huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới lần thứ tư. Xin chư Tôn Đức cho chúng con được một phút để toàn thể đại biểu trở lui về hội trường chính thức trang nghiêm đạo tràng và cung thỉnh quý Ngài quan lâm chứng minh cho lễ khai mạc đại hội của chúng con. Kính mời toàn thể các huynh trưởng chúng ta tuần tự thôi.